Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Smart News. Thì video hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một chiếc camera giám sát đang cực hot nha, đến từ một thương hiệu cực kỳ lớn ở trên thị trường luôn. Đây là một thương hiệu toàn cầu nha. Và chiếc cam mình đang muốn giới thiệu đến cho anh em, tên của nó là C6CN, đến từ thương hiệu EZVIT, một trong những cái thương hiệu cam hàng đầu do HK Vision. Đây là thương hiệu con của HK Vision nha. Thì chiếc EZVIT C6CN này nó là phiên bản cam chỉ có độ phân giải là 720 thôi. Nhưng mà tại sao mình lại muốn giới thiệu đến cho anh em? Vì cái 720 của con này nó phải ngang với Full HD của Yoshi, thậm chí có phần nhỉnh hơn, khi mà 720 của nó hình ảnh cực kỳ đẹp. Và đồng thời giá của nó tại bên mình đang được giảm giá tới 40%. Anh em thấy hấp dẫn không? Quá hấp dẫn đúng không? Anh em nào quan tâm có thể bấm vào link bên dưới nha. Rồi, giờ mình sẽ review và đánh giá chi tiết con này cho anh em. Về đầu tiên ý, về phụ kiện, con này cũng tương tự như con các con khác thôi. Nó sẽ có một nguồn này, nguồn này nguồn 5V 1A này. Chân đế này, chân đế con này lắp là khá đơn giản nhá. Đó. Cắn vào xong, anh em bắn ba cái ốc lên tường. Xoáy vào, xong là anh em có thể gắn lên tường. Còn bạn nào mà không muốn gắn lên tường ấy, có thể để trên mặt bàn này, mặt tủ là có thể đặt được cam rồi, không cần phải gắn lên tường. Thực ra con này thì theo mình thấy, nếu anh em nào mà nhà có những cái vị trí cao để đặt được ý, thì không cần gắn lên tường đâu, đặt ở trên mặt bàn mặt tủ là ok rồi. Tiếp đến là phụ kiện này. Đó, vẫn còn ba con ốc đây, hộp sản phẩm đây. Thì cái điểm đánh giá cao mình, điểm đánh giá nhất mình đánh giá cao nhất đến từ phụ kiện con này chính là cái dây cáp, cáp này. Dây cáp con này dài tới 3m nhá, nó rơi vào 3m đây anh em ạ, phải 3m. Cáp của nó thì là cái chuẩn tai bi thôi, chuẩn sạc tai bi. Tiếp đến ý, thì phần thông số kỹ thuật, vì EZVIT nó là cái phiên bản quốc tế thì chỉ có tiếng Anh thôi mà nó không có tiếng Việt, nên là một vài cái thông số ở đây mình sẽ đọc được cho anh em, như như là con này có độ phân giải là 720 và len của nó là len 4M 4mm. Hồng ngoại của nó mắc là được 10m, thẻ nhớ hỗ trợ tối đa 128GB nha, ấn tượng đấy. Con Yoshi mà con 1.0 anh em nhé, nó chỉ hỗ trợ mắc được 64GB thôi, nó không chạy được 128GB đâu. Còn con này chạy được 128GB, ấn tượng đấy. Tiếp đến thì nói chung là một vài thông số khác thì chắc là anh em không quan tâm. Về tính năng đi, thì một vài tính năng được in ở trên vỏ hộp nhé, mình nói được in ở trên vỏ hộp đấy. Thì sẽ có là xoay 360 độ này, theo dõi chuyển động này, wifi, đàm thoại, thẻ nhớ 128GB, Night Vision là 10m này, đó. Nói chung là trên hộp thì chỉ có vậy thôi. Mình phải đánh giá tiếp đến cho anh em xem về cái con cam này. Con cam này khá nhỏ bằng đúng nắm tay à. Và cái điểm mình đánh giá thích nhất ở trên con cam này anh em biết là gì không? Chà, cái nhựa. Nhựa con này sờ cảm giác rất là sướng. Nhựa nhám nhá, nó không bóng như mấy con Yoshi đâu mà nhám, không bám vân tay. Và cái nhựa này sờ cảm giác cực kỳ sướng. Ngoài ra con này có độ hoàn thiện mình phải đánh giá cực kỳ cao luôn. Anh em để ý này, đường hoàn thiện của nó cực kỳ tốt nhá. Đó, từ góc cạnh này cho đến cái nhựa này, gần như không có một cái điểm gì mà mình có thể chê được ở trên con này, cực kỳ tốt luôn. Mặt trước của cam là mắt cam và cảm biến hồng ngoại, đằng sau sẽ có nguồn và cái cổng mạng NAS, anh em nào mà không bắt wifi có thể cắm trực tiếp dây mạng cũng được. Nếu như nhà mạng anh em mà wifi yếu thì nên cắm trực tiếp dây mạng nhé. Đây, loa được đặt ở phía sau, mic đây, mic được đặt ở ngay cạnh cái phía mắt cam. Rồi, anh em có để ý thấy gì không? Con này anh em đang chưa tìm được khe cắm thẻ nhớ đúng không? Rồi, cái điểm đầu tiên lần đầu mà mình sử dụng con này mình cũng giống như anh em thôi, mình không biết được cái khe cắm thẻ nhớ của nó ở đâu. Rồi, về sau anh em để ý ra này, đó, khe cắm thẻ nhớ của nó đây, và kèm theo đó là cổng reset luôn, khá hay. Cái việc để cái khe cắm thẻ nhớ ở đấy hạn chế cho anh em việc mà anh em bị mất thẻ nhớ, ví dụ như là trộm vào nhà anh em đúng không? Nó nhìn thấy, ví dụ như con Yoshi chẳng hạn, nó nhìn thấy, cái khe cắm thẻ nhớ kìa, nó rút xứ thẻ nhớ ra. Thế là anh em mất thẻ nhớ là không ghi được hình, nhưng con này ẩn bên trong này rất khó để phát hiện nhá. Nhiều khi người vào ấy, người ta không biết được cái thẻ nhớ để đâu đâu, rất khó phát hiện cái khe cắm thẻ nhớ trên con này luôn. Nên con này là cái điểm mà mình thấy là hay. Rồi, thì kết nối thì nhanh nhá, kết nối mình sẽ không quay về kết nối cho anh em, mình đánh giá thẳng vào chất lượng của cam cho anh em xem thôi. Đây. Thì mình kết nối sẵn vào trong điện thoại rồi, mình sẽ test cho anh em xem này. Mình sẽ đánh giá cho anh em cái điểm mà mình thích và không thích ở trên con này. Đầu tiên nhá, nếu mà nói về chất lượng hình ảnh đi, chất lượng hình ảnh của con này là tốt nhá. Mặc dù cái màu sắc của nó mà so với con Full HD của cũng của dòng EZVIT thì không so sánh được, nhưng mà chất lượng hình ảnh 720 như này là cực kỳ tốt.
Ngoài ra con này zoom 8x nhá, chơi 8x cho anh em luôn. Zoom này chỉ là zoom phần mềm thôi, không có zoom quang học nhá. Mấy dòng của Ezavit mình chưa thấy con nào có zoom quang học. Nó zoom phần mềm nhưng mà zoom tới 8x là ấn tượng đấy. Hình ảnh anh em thấy được không? Quá được luôn, đẹp. Thực sự là rất là đẹp. Tiếp đến này, con này có chế độ xem 4 này, Ezavit thì xem được 4 cam cùng một lúc rồi. Cái phần này mình không nói. Đàm thoại con này, ở đây mình sẽ test cái loa con này cho anh em. Bật đàm thoại à. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Con này thì cái loa của nó hơi bé anh em nhé. Loa của nó mình không đánh giá cao. Bé không phân đi. Nói chung là hơi bé. Tiếp đến này thì một phần nữa mà mình thấy con này không thực sự ưng ý của mình ở trong cái phần này. Anh em biết là phần gì không? Chính là con này giao diện của nó không thân thiện với người dùng. Đặc biệt trong việc xoay nhá. Đây, anh em để ý nhá. Anh em có thể xoay được cam trực tiếp trên màn hình điện thoại đâu. Muốn xoay cái góc quay, một anh em chỉnh tay, hai mà muốn xoay anh em phải vào phần này. Đây, chọn là quay nghiêng này. Chọn này. Đó. Quay như này thì cũng được thôi, nhưng mà mình không ưng. Nói chung mình không ưng, mình thích cái kiểu mà xoay trực tiếp trên màn hình điện thoại cơ. Không biết mọi người thấy sao, chứ mình thấy cái kiểu này cũng được. Nói chung là kiểu này có thêm thì ok, nhưng mà vấn đề là vẫn phải cho phép mình xoay được ở trên màn hình điện thoại. Xoay trực tiếp này mình sẽ thích hơn. Một điểm mà mình ấn tượng nhất ở về tính năng con này chính là cái theo dõi chuyển động. Con này theo dõi chuyển động cực kỳ tốt nhá. Đây, mình test cho anh em xem này. Đây, mình xoay nó vào cái góc mà không có người. Sau mình sẽ test cho anh em. Bật lên nhá. Rồi, nhìn nào. Đây, mình sẽ test cho anh em xem. Đó. Con này cảm giác cái việc nó di chuyển theo chuyển động nhá, cực kỳ ổn luôn. Nó khôn hơn rất nhiều các dòng cam khác. Di chuyển cái theo dõi chuyển động này ở trên con Yoshi, uầy, thấy nó ngu vãi trưởng luôn. Con này thì cực kỳ khôn. Mình đánh giá con này cái tính năng này của nó khôn hơn các dòng cam khác. Còn một phần nữa mà mình sẽ test cho anh em, đây sẽ cái phần cuối cùng, đó chính là về cái hồng ngoại. Thử xem là hồng ngoại con này 10m của nó thực sự có đẹp hay không nhá. Thực sự có đẹp như là mọi người mong chờ hay không. Rồi, đó. Đây hình ảnh hồng ngoại của cam khi bật lên này. Mọi người phải đợi một lúc nhá. Ban đầu anh em để ý không, nó có hai cái vệt đen bên đây à. Nhưng sau một hồi mình thấy cái vệt đen nó bị thu dần đi khi mà hồng ngoại của nó ổn định. Đó. Nói chung hồng ngoại con này thì mình đánh giá cũng ổn. Trong cái kiểu độ phân giải 720 này thì hồng ngoại con này mình đánh giá là ổn rồi. Rồi ok, thế thôi. Đó là toàn bộ những cái cảm nhận của mình về chiếc Ezavit C6CN độ phân giải 720 này. Tổng kết lại nhé. Con này sẽ có một vài cái ưu điểm như là hình ảnh đẹp, đẹp hơn rất nhiều so với các dòng khác. Phụ kiện ổn, tính năng thì tương đối ok. Ngoại trừ một vài cái điểm mà mình không thích, ví dụ như cái việc xoay của nó chẳng hạn, là mình không thực sự ưng ý lắm. Còn ngoài ra, tất cả từ độ hoàn thiện đến chất lượng hình ảnh, mình đều đánh giá cao con này. Nếu mà so với cái thông số của nó nhá, thì mình đánh giá cao. Tức là ví dụ như độ phân giải 720 chẳng hạn, thì chất lượng hình ảnh của nó thực sự rất là tốt, tốt hơn nhiều so với những con cam 720 khác. Ngoài ra ấy, thì về việc con này là một dòng cam có của một thương hiệu lớn thì mình đánh giá đương nhiên thôi, thương hiệu lớn thì lúc nào cái chất lượng hoàn thiện của nó cũng tốt này. Con này được bảo hành tới 24 tháng cơ. Thì đó là những cái cảm nhận của mình về chiếc Ezavit này. Anh em thấy sao? Có thể comment ý kiến xuống bên dưới, hoặc có bất kỳ câu hỏi nào cũng có thể đặt xuống bên dưới nhá. Và đừng quên, con Ezavit này tại hệ thống Smartnew đang có giảm giá tới 40% cho anh em nhé. Và rồi, nếu anh em nào thấy video hay, có thể bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho team mình nhé. Hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.